ai cho chúng ta cầu thủ chọn cho mình ước mơ trong cuộc sống, chứ không ai có thể tự chọn cho mình nơi sinh ra. Những người khuyết tật khi sinh ra đã không may mắn nhưng vẫn phải sống, tuy làm việc mỗi ngày trôi qua vẫn là niềm vui trong cuộc sống cùng chung tay. Dâng lời khắp nơi, tôi mong là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, giống như tôi vẫn mơ. Mà rồi tôi nhận ra rất chắc chắn tim này yêu vô bờ. Tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin cho tôi. Và tôi giống như nó hoa này và ngắm hương thơm cho đời, giống với nơi khát khao rằng niềm tin dâng cho cuộc đời. Sau có xa xa, ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Thank you.
chân thành cảm ơn ca sĩ Võ Hà Trâm, ca sĩ Thùy Uyên, Vũ Đoàn Âu và đặc biệt là các thành viên của nhóm Đời Rất Đẹp, nhóm Nói Vòng Tay Lớn, các bạn tình nguyện viên đã mang đến cho chúng ta thông điệp: khi nhìn người khuyết tật, hãy nhìn vào một con người trước, đừng nhìn vào sự khiếm khuyết của họ. Thưa quý vị, với những gì vừa mới diễn ra tại sân khấu này, Thanh Bạch tin rằng đêm nay tất cả chúng ta sẽ có được những cung bậc cảm xúc đặc biệt với các thành viên trong chương trình Một Thế Giới Cho Tất Cả.